Xin kính chào quý vị, chào các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Bút Mực trong chuyên mục kiến thức xây dựng hôm nay. Thì mình lại chia sẻ với các bạn về một cái công trình thi công trong những ngày tháng 7, những cái ngày mưa. Nhưng mà công trình này thi công thì cũng khá là may mắn. Từ hôm xây và làm móng đến nay thì cũng chưa gặp mưa buổi nào. Tuy nhiên là cái thời tiết của nó nóng bức, oi bức, rất là khó và rất khắc nghiệt trong những ngày tháng 7. Chính vì vậy là mình cũng khuyên các bạn là lên dành sang những đầu tháng 8 xây dựng thì nó sẽ đỡ cái dôi công hơn. Cái công trình này thì các bạn thấy là được đổ với 10 cột, với bên tay phải thì đã được đổ cột xong các bạn ạ. 5 cột một, mỗi ngày thì chúng ta là đổ 5 cột. Sau khi đổ xong thì đã tiến hành xây. Cái phía bên tay phải của chúng ta thì đổ cột thì các nhân công ở đây là đổ cột độc lập, tức là cột nào đổ ăn cột đấy, dọi chân ở bên dưới, tức là kéo hàng dây ở bên dưới. Trong cái điều kiện dọi như thế này thì đổ như thế này thì chúng ta sẽ thấy là nhiều cái cột nó vặn vào đỗ các bạn, khi xây lên nó vặn. Các bạn nhìn thì đổ cột thì cũng khá là đẹp, mượt, chắc. Khẩu độ thì nó rơi vào khoảng 5m1 đến 4m5, và khu cầu thang nó rơi vào khoảng 3m9 đi 3 nhịp. Lên cái khẩu độ cao của nhà là 4m2. Bạn thấy thì đây là xây tầng 10 và phủ cái bạo ra. Xây tầng 10, đây là phía bên dưới lên. Bên dưới thì bố trí được hai cái phòng ngủ. Xây tầng 10 với cái gạch thì cũng khá là tốt. Với cái đổ cột như thế này thì chúng ta thấy là nó có cái nhược điểm là cái tuyến của chúng ta nhiều khi nó không thẳng, và nó sẽ nhiều khi những cái cột của chúng ta nó vặn vỏ đỗ không biết được. Nên là khi mà chúng ta thả lèo hoặc là chúng ta làm chúng ta buộc từng cột thì cái hẹ của chúng ta, những cái xây ra nhiều khi nó vặn các bạn. Với cái tường 10 này thì đơn vị thi công đang để cái mỏ lanh xây ra là căn phòng. Khu này thì được bố trí hai cái vệ sinh nhở, từ bên dưới thì bố trí hai cái phòng ngủ. Khẩu độ nhà này là 5m các bạn nhé, 5m nhân với lại 18m. Đây là phía bên dưới. Bên dưới đây bức tường này đang được xây với bố trí là hai cái nhà vệ sinh cho hai phòng ngủ. Khu này tường 10, khu cầu thang đây bên này thì được xây cái tường 22. Tầng 22. Tầng 22 này thì nếu mà gạch tiêu chuẩn theo cái tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng, nếu 6,5 x 15 x 22 thì 1 mét của chúng ta là xây mất khoảng 550 viên. Tầng 10 thì mất khoảng 530 viên. Nhưng ở đây thì chúng ta thấy là phần lớn các thợ của chúng ta xây thì cái mạch vữa nó không được như cái định mức. Cho nên cái lượng xi măng, cái lượng vữa của chúng ta là nó sẽ dôi lên khá là nhiều các bạn ạ. Vừa rồi thì định mức vữa thì mới được bổ sung thêm cái lượng cát, nó lên khoảng 15% nữa. Ở đây chúng ta thấy thì thường là cái mạch vữa của chúng ta là xây đều vượt cái tiêu chuẩn, nó không được như cái tiêu chuẩn trong cái định mức xây dựng. Cho nên là phần lớn là thi công với nhà dân thì cái mác vữa cũng vậy. Mác vữa chúng ta nhiều khi chúng ta tính mác vữa 75 hoặc là mác vữa 50 đấy, nhưng mà thực tế trên cái quá trình xây dựng thì nó đều là vượt lên khá là nhiều. Nó vượt lên vì là những cái tầng 10, những cái này thường là chúng ta xây mắc vữa trên 100 hết các bạn. Chúng ta cứ thường là chủ nhà cũng không hạn chế cái xi măng đánh theo cảm tính thôi. Cứ một bom một bao thì trông nó dẻo, trông nó ấy là xây hôm trước hôm sau bảo dưỡng được tường nó lại xanh ngắt lên rồi. Xây thì cái tường đây thì các bạn thấy là bên này thì cái khẩu độ 5m1 thì đã được bổ ra thêm một cái bạo để làm tăng cái khẩu độ, giảm cái khẩu độ của không gian, cái khoảng cách của không gian ra. Cái khẩu độ đây thì thêm một cái bạo mỗi bên bổ 33. 5m1 đây là cả hai cột thì nó rơi vào 40 phân thì còn là 4m7. Trừ đi 60 phân thì nó vào 4m. Tường thì móng thì các bạn thấy là cái móng này thì làm cái móng cốc. Móng cốc và đổ cái dầm 300 600. Khá là chắc rồi, được thiết kế đi với lại 4 cây 18 và 2 cây 16, 6 cây thép. Này các bạn thấy để lèo xây lên thì nó rất là ok. Nhưng mà trong cái quá trình đổ cột thì theo cái kinh nghiệm của mình ý, thì các bạn nhăn một cái dây bên dưới rồi. Nếu mà các bạn đổ được dưỡng, đổ được chân đế trước thì là các bạn là đẹp nhất. Còn bên trên thì các bạn đổ cái cột đầu và các bạn đổ cái cột cuối trước, sau đó là các bạn kéo một cái dây
kéo một cái dây sau khi đổ những cột tiếp theo là hai cột đầu và cột cuối các bạn đã dọi thẳng rồi, thì đến cái cột tiếp theo thì các bạn căng cái dây, thì những cái đổ cái cột tiếp theo thì khi mà đổ xong đầm dùi các thứ xong thì các bạn là đứng ở trên giáo, các bạn chỉ du cái cột ra, dùng cây bên dưới du cái cột ra nó bằng cái mép dây là đã là được rồi. Còn những cái cột nào vặn thì chúng ta chỉ lấy cái thiết bị bắn bẩy, chúng ta bẩy nó đi một cái thì cái cột của ta, cái má cột nó rất là thẳng, thì cái thuyến của chúng ta nó gần như thẳng tuyệt đối luôn. Hai là chúng ta chỉnh nó cũng rất là nhàn, lúc đấy chúng ta chỉ cần dọi chỉnh cái vế ngang thôi, vế song song cột thôi, chúng ta không cần phải đẩy ra nữa, nó không vất vả. Vào những cái chỗ mà nó thế nó khó mà chúng ta cái cột nó đẩy ra ngoài thì chúng ta kéo vào nó rất là khó. Do vậy là theo mình thì nếu đổ cột thì mình khuyên các bạn là đổ hai cái cột đầu và cột cuối trước, sau đó chúng ta nhăng một cái lèo, một cái dây đối thẳng, những cột còn lại là chúng ta sẽ kéo nó hơi vào bên trong một tí. Sau khi chúng ta đứng chúng ta đổ xong thì chúng ta đứng ở trên cái giáo, chúng ta đẩy cái cột ra và ngắm ở trên đó nó rất là dễ, nó bóng cột bóng dây một cái là chúng ta lấy được rồi, những cái cột nhìn nó sẽ rất là đẹp. Đây các bạn thấy xây một cái bức tường 22 thì với những gạch mà ngày nay thì các bạn thấy là gạch máy AD5 này thì nó rất là tốt rồi, 100 viên đủ, như gần như là nó không có vỡ viên nào cả. Nếu như mà chở theo ban nét vào thì nó rất là tốt, gạch của chúng ta chất lượng rất là cao. Hai là công nghệ sơn tốt, nếu mà xây tầng 10 thì nó sẽ giảm đi một cái chi phí gạch và chi phí vữa, chi phí nhân công rất là nhiều. Nhiều đơn vị thì các bạn thấy như ngày nay thì xây một cái nhà thế này thì nó vào khoảng độ 1 triệu một mét. Tính ra thì nó rơi vào chỉ khoảng độ 2 công cho một mét. Cho nên là chúng ta nếu như chúng ta tiết kiệm được những cái phần nọ, phần kia thì cái công trình của chúng ta nó sẽ khi mà hoàn thiện nó sẽ rơi cái công đó, chúng ta sẽ làm nó tốt hơn. Nếu mà công xây mất nhiều thì thường là các đơn vị xây thì tập trung nhiều nhà thì xây cái tầng 22 thẳng từ bên dưới lên bên trên. Bản thân thì cái cột chịu lực, các bạn cột chịu lực rồi thì chúng ta cũng chỉ cần xây cái tầng 10 thôi. Công nghệ sơn ngày nay thì nó rất là tốt rồi, sơn acrylic, sơn kháng nhiệt, sơn cách nhiệt rất là tốt, cho nên các bạn không có sợ nó lắm nó gì cả. Đây mặc dù là nhà độc lập trong nông thôn, như các bạn thấy là nếu nhà áp má ngoài phố thì cũng vậy, xây tầng 10 thì cũng khá là tốt. Chúng ta bổ những cái hộp, những cái khuôn tranh, những cái hộp trang trí thì cũng rất là đẹp. Không phải là chúng ta cứ theo cái quan niệm cũng nhất thiết là phải là tầng 20, nó vừa tốn kém và nó lại mất đi rất nhiều cái chi phí khi xây dựng. Đặc biệt là trong cái xây dựng cái mùa mưa này nó đuổi tiến độ các bạn. Nhiều khi có những cái tháng 7 này nhiều khi nó lắng thì nó lắng rất là gắt. Hai này thì chúng ta đôi khi đang lắng chang chang như vậy, chúng ta đánh cối vữa ra để anh em xây nhưng mà nó lại đổ trời mưa, nên thậm chí phải bỏ cả cái cối vữa luôn. Cho nên xây cái, tại sao các cụ bảo là xây cái tháng cô hồn thế nọ thế kia. Trong cái thực tế thì các bạn biết rồi, công trình nhà nước thì cũng như những công trình khác thì họ cũng không kiêng cái xây ngày nào. Nhưng mà vào những cái ngày tháng 7 này nó sẽ tốn đi, nó sẽ trôi lên rất là nhiều nhân công các bạn, chi phí xây dựng nó rất vất vả. Vào cái điều kiện thứ nhất là cái thời tiết lắng lắm, cái thứ hai là thời tiết là mưa bất chợt. Thì miền Nam thì nó hạn chế hơn, như miền Bắc này thì nó vào những cái tháng ngâu, gọi là cái tháng mùa mưa ngâu, nên một ngày có thể nó đổ mấy trận mưa, chúng ta rất khó là thi công từ cách nó ướt. Thi công thì nó sẽ bị tay, nếu mà chúng ta không có căng thì nó sẽ rất là dễ thủng cái da tay đến thịt, nó rất là đau. Hai là mưa chúng ta cũng không làm được xây nó xịn, nó chảy nữa. Và những bức tường này là nếu mà gạch mà đổ xuống mà chúng ta không be bạc thì nó ngấm đủ nước rồi, chúng ta xây nó rất là khó, nó xịn, nó rất là khó. Cái bức tường của chúng ta nó không được thẳng, nó sẽ cong vênh đi, thì chúng ta sau này vào hoàn thiện chúng ta chát nó rất là khó. Đây là một trong những công trình cũng là mình cho là rất là may mắn thôi. Vào cái thời tiết khởi công hôm 27 tháng 6 âm lịch, như vào đầu tháng 7 thì bắt đầu là xây. Thì xây xong, xây lên thì nó cũng chưa gặp trận mưa nào, đến khi xây bằng khẩu rồi nhưng mà cũng chưa gặp cái trận mưa nào. Đó là cái điều cũng rất là may mắn, và thời tiết cũng rất là mát. Một năm nay thì nó cũng rất khác những cái năm khác, nhiều nơi khác thì nó mưa rất là to, mưa triền miên ngập lụt, nhưng mà vào cái vùng này thì nó lại không bị ảnh hưởng.
cho nên là đấy là